Rồi đây là hai cái video Full HD 30 khung hình được quay giữa cái chiếc LG G8S cũng như là cái chiếc Google Pixel ha các bạn. Các bạn mình đi bộ này, các bạn thấy cái nào chống rung tốt hơn? Về trên cái hình thì mình thấy là ở trên cái chiếc LG G8S nó chống rung tốt hơn các bạn. Ở trên cái Google rất là rung luôn ha. À, ngoài ra nữa thì cái màu xanh ở trên cái chiếc LG G8S nó tái tạo nhìn mắt hơn là so với cái Google Pixel, có thể là do màn hình nữa ha. Rồi, bây giờ mình sẽ quay qua cái để xem là cái màu da nè. Đó. Các bạn thấy màu da của cái nào ok hơn ha? Về riêng về cái quay da thì camera phía sau này mình thấy là mình thích cái màu da trên Google Pixel hơn. Chứ kêu gì G8X thì nó làm lộ quá nhiều cái khuyết điểm đó các bạn, giống như là không biết nó làm sao nhưng mà quay cái da người lên rất là xấu luôn. Rồi còn đây là video 4K các bạn. Các bạn xem là màu sắc của hai thiết bị nào như ổn hơn ha. Mình thấy nó cũng tương tự như nhau thôi. Và cái khả năng chống rung thì gần như thì LG nó vẫn đỉnh hơn các bạn. Nếu như các bạn bật chống rung thì nó sẽ cốp cái khung hình lại ha. Nó không có được ấy cho lắm. Thấy cái màu xanh ở trên LG G8X vẫn ngon hơn. Nhưng mà mình sử dụng nhiều video rồi, mình lại thích cái màu sắc ở trên cái chiếc Realme 5 Pro các bạn khi mà quay video ha. Đó. Rồi đây là 4K màu da. Thì các bạn sẽ thích cái màu da ở trên thiết bị nào hơn nha. LG G8X thì nó quay được tới 4K 60 khung hình lận, nhưng mà mình để ở chế độ là 30 cho nó giống. Còn quay video phía trước thì Google Pixel chỉ là Full HD thôi, còn LG chúng ta sẽ được 4K. Ngoài ra nữa thì Google Pixel nó sẽ cho cái góc quay rộng hơn. Và các bạn muốn nó giống như LG, các bạn bấm vào 1.4 ha, nó sẽ cho cái hình to hơn nha. Nếu mà cái camera phía trước á, khi mà điều kiện ánh sáng đầy đủ á, thì LG G8X nó rất là xấu. Nhưng mà khi mà ánh sáng hơi yếu đi một xíu thì mình lại rất là thích cái chiếc camera phía trước của LG G8X. Đặc biệt là những cái tình huống mà quay thiếu sáng rồi nó rất quay mà ngược sáng rồi nó rất là đỉnh ha, kể cả chụp hình ngược sáng luôn. Mỗi cái nó đều có cái ưu điểm nhược điểm riêng nha các bạn. Còn đây là cái chất lượng quay video Full HD. Còn đây là cái chất lượng quay video Full HD với lại cái phần mềm Open Camera nha các bạn. Thì mình thấy cái màu sắc nó cũng tương tự như camera chính thôi, cái phần mềm camera gốc thôi. Các bạn có nhận xét gì thì các bạn hãy bình luận luôn nha. Mình sẽ quay da cho các bạn xem luôn nè. Đây là được quay bởi cái chiếc LG G8X và Google Pixel thông qua ứng dụng Open Camera ha.